4 bệnh nhân được xuất viện gồm bệnh nhân 1719, bệnh nhân 1955, bệnh nhân 1718 và bệnh nhân 2069 thuộc ổ dịch phường Treo Reo, thị xã Yonpa và xã Ia Cơ Đăm, huyện Iapa, được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Gia Lai. Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai, tính từ ngày 12 tháng 2 đến nay, đã 11 ngày tỉnh Gia Lai không ghi nhận thêm ca dương tính mới. Như vậy, trong số 27 trường hợp dương tính với COVID-19 tại Gia Lai, hiện đã có 5 ca được xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.